Mình hiện tại đang có một cái trang web là bluehorizon.com. Các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn xem thử xem là các bạn có lấy cái gì trong cái trang web này không. Giả sử như là ở đây mình có một số cái patch cho Vital hoặc là Serum, patch EDM và HAL nha các bạn. Ngoài ra ở đây mình còn có một cái trang để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ những cái kiến thức về làm nhạc. Ở cái trang này thì mình chủ yếu mình đăng về những cái VST miễn phí để chúng ta có thể lấy về những cái video mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn ha. Ok, trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái EQ ha các bạn. Hiện tại trong cái video hôm nay mình sẽ sử dụng một cái patch có tên là FL Studio Preset kiểm soát không gian miễn phí. Thì các bạn có thể download cái patch này ở dưới cái phần mô tả của video mình sẽ để cho các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái video thứ hai mình làm về cái vấn đề đó chính là tạo nhạc bằng AI. Nó là tạo nhạc nhé, vì cái này các bạn thật ra các bạn cũng không hẳn là các bạn có làm cái gì cả ha. Chúng ta chỉ nhập dữ liệu vào thôi. Thì dù vậy các bạn cũng cần một số những cái hiểu biết nhất định về dòng nhạc cũng như cái cảm xúc mà chúng ta sẽ sử dụng. Trước khi đi vào video á thì mình muốn nói rằng tháng này mình đang nhận học viên dạy kèm mixing và làm nhạc. Các bạn nào muốn học có thể liên hệ với mình nha. Sẽ để cái link của trang cá nhân của mình dưới phần bình luận ha các bạn. Trong cái video sau thì có thể mình sẽ nói về một số cái nhạc cụ nữa, nhưng mà bây giờ các bạn hiểu như thế này nè. Để tạo nên một cái dòng nhạc á, thường thường mỗi dòng nhạc nó sẽ có cái genre chính. Thì cái genre này á, hay còn gọi là cái thể loại nhạc ha, thì các bạn sẽ ghép cái này với lại một cái cảm xúc nhất định ở trong đây, ví dụ như là vui buồn hay là hào hùng gì đó ha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy thử một cái nhá. Bây giờ ví dụ như mình sẽ làm hip hop trap chẳng hạn. Thì như các bạn biết rồi, cái dòng hip hop với cái dòng trap á, thì về đáng lý ra á, thì nghe nó sẽ không được vui vẻ tích cực đúng không? Thường thường là chúng ta hay nghe những cái bài của bên Mỹ á, thì mấy ông rap là mấy ông gangster chẳng hạn, thì nó cũng có cái văn hóa người gốc Phi với lại người da đen á, thì nó không có được vui vẻ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn, chúng ta có thể nhấn dấu phẩy này, rồi các bạn nhấn chữ kêu vào nghe cho nó dễ thương ha. Rồi nếu mà các bạn muốn nữa, các bạn có thể đánh chữ yearning, yearning như thế này thì nó sẽ có nghĩa là nó sẽ có khát vọng yêu đời hơn. Còn nếu như các bạn thích thì các bạn có thể dùng chữ uplifting cũng được. Đó, các bạn thấy không? Tại vì á, mỗi cái dòng nhạc thì nó có thể đi với lại một số những cái cảm xúc nhất định. Chúng ta cứ thử xem sao ha. Rồi các bạn để như vậy thì nó sẽ tạo ra lời luôn. Còn nếu mà các bạn để qua instrumental á, thì nó sẽ chỉ có âm thanh thôi. Bây giờ chúng ta hãy thử chỉ có âm thanh nhạc cụ thôi nhé các bạn. Rồi version là các bạn chọn cho mình version mới nhất. Dĩ nhiên rồi ha, mình sẽ chọn Gray. Rồi bây giờ các bạn chờ tí cho nó Gray. Mình cá chắc với các bạn luôn là nếu mà các bạn dùng cái spreadsheet này của mình nè, các bạn chú ý kỹ ha, mình sẽ dán cái này ở dưới phần mô tả và phần bình luận của video để các bạn dễ dàng các bạn theo dõi nha. Và một cái vấn đề nữa là các bạn có thể các bạn chụp màn hình lại cũng được nếu mà các bạn muốn nhìn thôi ha. Rồi các bạn chờ tí cho nó tạo ha các bạn. Có một số những cái vấn đề nữa mình muốn nói với các bạn, đó chính là chúng ta hãy cứ thử đi. Tại vì AI nó là vô hạn mà các bạn, chúng ta cứ thử không sao cả ha. Rồi giờ chúng ta nghe thử cái này xem sao. Các bạn thấy nghe nó khá là thú vị nha. Chúng ta nghe thử cái đoạn còn lại xem.
cái này chắc chắn không phải là chép hip hop à. Kia nghe đã không giống lắm rồi, nhưng mà cái này còn không giống hơn nữa. Ta thử tạo một cái dòng nó hơi lạ, đó chính là chúng ta thử tạo Japan đi. Japan trap hip hop đi. Nói chung là cái này các bạn có thể dùng cái nhạc cụ, đó chính là thường á ở mỗi cái quốc gia khác nhau thì nó sẽ có một số cái nhạc cụ khác nhau. Ở Nhật thì họ có cái đàn có tên là đàn Koto ha các bạn. Đó thì chúng ta bây giờ chúng ta thôi mình tạo, bây giờ mình tạo bằng tạo có âm thanh luôn nhé. Thì ở đây thì có thể là mình sẽ dùng âm thanh điện tử đi, mình dùng Vocaloid. Vocaloid là như các bạn biết rồi, tiếng của Hatsune Miku hay là những cái con AI nó được tạo ra để hát những cái chữ ha. Đó, thì chúng ta có thể dùng cái Vocaloid. Vocaloid thì nghe nó sẽ không giống người thật, nhưng mà nó sẽ có cái điểm độc đáo riêng ha các bạn. Chúng ta tạo ra thử. Mình sẽ không để cái cảm xúc, chúng ta cứ tạo ra thôi, rồi cảm xúc chúng ta có thể để vào sau. Các bạn thấy thì Suno dạo này làm nhạc nó rất là tuyệt vời rồi. Có một số cái mà mình nói thật với các bạn là mình ở đây làm nhạc cũng khá lâu rồi, và mình cũng không nghĩ là mình có thể mình tạo ra được đó. Origami shadows, golden dreams with steady snickers. High six samurais, like a cyber soldier screams. Taking shots of sake with that rice, feels serene. Photo strings, fluffy beats, dropping so clean. In the land of the rising sun, hustlers chase their dreams. Spoken words, serenades, melodies unseen. Tokyo nights, five strong, brighter than it seems. Yeah, cái này chắc chắn không phải là jazz hip hop mà các bạn. Làm thành future bay luôn rồi. Future bay hay trend gì đó rồi. Tại vì á, các bạn mới hiểu đó chính là một khi chúng ta á dùng những cái chữ như thế này nè, ví dụ như Vocaloid của Tô, thì nó sẽ làm ra cái nhạc giống cái tài liệu mẫu mà nó có được. Thì trong cái trường hợp này là những cái bài future bay với lại synthwave ha. Streets, not on Tokyo snickers. Origami shadows, golden dreams with city slippers. High cups on the rise, like a cyber shoji screams. Taking shots of sake with that rice feels serene. Color strings, poking beats, dropping so clean. In the land of the rising sun, hustlers chase their dreams. Vocaloid serenades, melodies unseen. Tokyo nights, vibe strong, brighter than it seems. Có vẻ ở đây vẫn chưa đủ dữ liệu mẫu để làm ra được cái dòng nhạc này ha. Chúng ta thử cái khác thử xem. Thường nếu mà Việt Nam thì các bạn thích nhạc nghe nhạc ballad đúng không? Romantic ballad chẳng hạn nè. Các bạn có thể các bạn thêm một số nhạc cụ vô nữa nha. Như các bạn thấy ở đây thì mình đã kết hợp cái dòng ballad với lại romantic rồi. Các bạn có thể thêm cái năm của nó nữa. Mình đã thêm năm là năm 80 ha. Năm 80 thì nó sẽ có một số cái nhạc cụ nó khác một tí xíu. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể thêm cái phần nhạc cụ các bạn muốn vào. Ví dụ như các bạn muốn string pad đi. String pad đó là một cái dạng tiếng đàn dây, nhưng mà đàn dây điện tử ha. Nghe nó sẽ khá là mượt, nhưng mà nó không được thật lắm. Các bạn có thể để ý ở đây là cứ cái gì mà nó không được thật lắm là AI nó làm khá là tốt ha. Còn cái gì thật thì như là không tốt lắm. Đây nó đang tạo mà không biết tại sao nó tạo không được nhanh lắm hả các bạn. Sorry các bạn, thì hồi nãy mình vừa gặp chút vấn đề về kỹ thuật. Cái trang nó bị đứng, mình phải lát lại cái trang ha. Các bạn nghe thử lại xem.
star shining in the sky tonight. Your hand in mine feels so right. Whisper soft and hearts alive. In your eyes I see my life. Moonlight dancing on the sea. Every moment you breathe with me. Waves caress the sandy shore. Love grows strong forevermore. Love in the air, everywhere. I hold you close, we share a dream. Time stands still with just one kiss. Promises sealed with a wish. Lost in our embrace, heartbeats matching perfect pace. Moments that we can't rewind. Lost in love we leave behind. Future's bright with you and me. Love's the only way to be. Love in the air, everywhere. I hold you close, we share a dream. Nghe khá là hay ha các bạn. Đây cái này nghe nó khá giống với lại cái mình muốn này. Soft whispers in the air, promises that we'll share. In your arms I find peace of mind. Endless love, night and day. In your grace I will stay. Hold me close. Bây giờ thì chúng ta thử một cái nhạc nó epic hơn một chút thôi các bạn. Chúng ta sẽ thử dòng hòa tấu thì chúng ta sẽ thử cinematic chẳng hạn. Chúng ta sẽ thử cái dòng này. Cinematic. Thường cái cảm xúc các bạn để trước nhá, epic cinematic orchestra. Rồi, chúng ta để của instrumental ha. Hiện tại instrumental thì nó sẽ không có cái giọng hát khó chịu ha. Giọng hát thường AI nó làm không được 100/100 nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng được 7 điểm ha. Rồi, còn instrumental thì AI làm khá tốt rồi ha các bạn, dĩ nhiên rồi. Vẻ không đúng epic lắm rồi. Epic là hào hùng mà đúng không các bạn? Nghe hay thật à.
Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta có thể, ví dụ như các bạn có một cái dòng nhạc như vậy rồi đúng không? Chúng ta thử tưởng tượng nếu chúng ta có một cái bài dạng K-pop thì đúng không? K-pop chúng ta sẽ viết cái này là các bạn có thể ghi là K-pop đi. K-pop vui ha. Chúng ta thêm một cái nhạc cụ cho nó nữa chẳng hạn. Nancy L. Nancy L là sáo, mà sáo cái dạng của Trung Quốc đó các bạn, sáo gió. Sẽ làm instrumental ha. Các bạn thấy là dạo này bên Suno họ tạo cũng khá là nhanh rồi. Hồi đó mà tạo một cái đoạn như vậy thì mình cũng phải mất cỡ 1 phút, 2 phút. Bây giờ thì như các bạn thấy là mình có thể mình vừa nói chuyện để cho nó tạo ha các bạn. Đó, xong rồi đó. Rồi cái này nó tạo không đúng ý mình rồi. Các bạn có thể thấy là mình bảo nó tạo happy K-pop với lại sáo, mà nó tạo ra happy pop catchy ha. Thì các bạn có thể thử, chúng ta bỏ từ happy đi, chúng ta thử để từ K-pop đi. Còn nếu các bạn muốn nó chính xác hơn, các bạn có thể đánh chữ Korean vào đây luôn cũng được. Thử lại ha. Đó, những cái script này thì lâu lâu nó có vấn đề, các bạn phải để ý nhá. Nhiều lúc nó tạo happy pop catchy thì cũng đúng thôi, nhưng mà nếu mà nó không đúng thì các bạn nhìn các bạn sửa lại cho nó nha. Đây là upbeat thôi, upbeat nhưng mà nó vẫn chưa cho mình cái Nam Giao nè. Hoặc là nó có thể không nhận ra cái từ Nam Giao này, thì chúng ta có thể dùng chữ lút theo kiểu châu Âu như thế này cũng được. Nghe thử ta ha. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta dùng AI để làm nhạc á, thì cái kết quả chúng ta ra cũng đã khá là chất lượng rồi ha. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này là nếu mà các bạn làm nhạc AI á, mà các bạn muốn đem nó đi đăng ký bản quyền á, thì các bạn phải tuyệt đối cẩn thận nha. Vì nó sẽ sinh ra rất là nhiều vấn đề đó. Cái video lần trước của mình đã lập tức bị YouTube ém một tí và bị cái video khác bon do gậy bản quyền. Thì mình khuyên là các bạn không nên cầm mấy cái này đi đăng ký bản quyền nha. Vì thứ nhất nó không phải là thứ do các bạn làm ra, ví dụ các bạn có kiện tụng lên rồi ai ai là người sở hữu cái đó thì cái này thì mình cũng không biết. Các bạn không có cái file note, các bạn không có file gọi là file giấy tờ nhạc á, cũng không có cái project nhạc trong phần mềm luôn. Đây ví dụ như mình ở đây thì mình có project nhạc trong phần mềm này đó, còn các bạn không có khi các bạn tạo bằng AI thì các bạn cũng đừng có quá là tham lam ha, các bạn làm cho các bạn nghe thì được rồi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.